chứ nó không bắn lại được các bác. Thì B-52 nó rất to, nó to như cái máy bay vận tải, máy bay hàng không của mình bây giờ, còn to hơn thế nữa. Nó chiều rộng của nó khoảng cái sải cánh từ đầu cánh này đến đầu cánh kia là nó 60 mét, chiều dài của nó khoảng 600 mét, mà trọng lượng của nó là 200 tấn. Nó có 8 động cơ. Máy bay dân dụng của chúng ta bây giờ lớn nhất là mới có 4 động cơ thôi, nhưng B-52 đó là 8 động cơ. Thì nó đeo ở trên bụng của nó là 30 tấn bom. Thế thì mục đích của nó chủ yếu là nó muốn là vào đánh vào Hà Nội của chúng ta, đánh cho tan nát Hà Nội ra, và từ đó là chúng ta không ủng hộ được, không chi viện cho đồng bào miền Nam được, và từ đó là Mỹ có thể giúp ngụy quyền ở miền Nam là chiếm miền Nam Việt Nam chúng ta và tiến tới là thôn tính cả miền Bắc. Thế cho nên là khi mà địch chuẩn bị đánh B-52 ra Hà Nội là không quân và pháo binh phòng không Việt Nam là quyết tâm làm sao mà nó ra Hà Nội thế nào chúng ta cũng phải bắn. Thế thì khi mà bác được lệnh là bắn B-52 thì các cháu nó hỏi là có sợ hay không. Nói chung là một B-52 nó đi thì ít nhất là có 30 máy bay khác yểm hộ cho nó. Đi đằng trước, đi bên phải, đi bên trái, đi phía sau. Rồi một tốp nó đánh vào sân bay, một tốp nó bay ở trên đỉnh sân bay, nó chờ mình lên để nếu mà mình lên nó phát hiện mình, nó bắn mình trước. Thế cho nên là không phải B-52 nó bắn các bác được đâu, mà máy bay F-4 đi yểm hộ để đó.